Mỹ thực Đức Tâm xin chào cô bác, anh chị em và các bạn. Đây là cái món ăn mà hôm nay Mỹ thực Đức Tâm xin chia sẻ đến cô bác, anh chị em và các bạn. Thì cái món đây là một món mặn, có thể mình dùng với mình ăn với cơm trắng, mình dùng cùng với dưa leo, mình chấm nước mắm mặn, hoặc cũng có thể là mình cuốn bánh tráng với rau sống và mình sẽ ăn với nước mắm pha lạc. Đó là cá chân tương ngọt. Thì đối với cái món này thì cô bác và anh chị lớn cũng đã biết làm. Còn nếu các bạn, các em mà ai chưa biết làm thì chúng ta hãy cùng biết và mình cùng làm món này nha các bạn. Để làm cái món cá chân tương các bạn, thì cá chân tương hộp á, thì ở đây mình cần có cái không thể thiếu đây là tương hộp, là mình phải có các bạn ha. Mình có một ít hành lá, một củ hành tây, ba lọn bún tàu, ít củ hành tím, một miếng gừng, một trái ớt sừng. Ớt này ớt không cay các bạn, còn nếu các bạn ăn cay thì có thể mình cho vài trái ớt hiểm nha, khoảng 2 củ tỏi. Đây là mình có khoảng 20 gram nấm mèo và 20 gram, cái này là nấm hương các bạn. Nếu các bạn không có nấm hương, các bạn dùng nấm lông cô cũng được. Nấm lông cô thì cái tai nó to hơn cái nấm này, thì một hồi mình xắt ra. Còn cái nấm này thì ở nhà mình có sẵn cái nấm này rồi, mình không có mua. Mình bây giờ mình sẽ đem cái nấm mèo này với cái nấm lông cô này mình đi ngâm trước nha các bạn. Mình rửa sạch, mình ngâm với nước ấm ấm đi ha. Một hồi mình rửa lại mình xắt ha. Cũng như các cái gia vị khác giống như dầu hào hoặc là muối, đường, bột ngọt thì trong nhà mình đã có sẵn rồi. À, đây là con cá các bạn. Thì sáng nay mình đi chợ, mình định ra là mình mua cá chẽm hoặc cá lăng gì đó các bạn, mà hôm nay không có cá chẽm mà cá lăng cũng không có luôn, mà có cá chim. Thì con cá chim này là con cá chim trắng các bạn. Cá chim trắng thì cái thịt nó sẽ ngon hơn con cá chim đen. Nếu các bạn làm cái món cá chim tương á, thì các bạn nên chọn những con cá làm cái thịt nó mềm, thịt nó trắng nó mềm thì các bạn làm nó sẽ ngon hơn. Chẳng hạn như cá bóng mú nè, cá lóc nè, cá chẽm, cá lăng hay là cá riêu hồng cũng được. Nói chung nhiều cá mình thích dùng cá nào mình dùng, nhưng mà cá thịt nó mềm thì mình làm nó sẽ ngon hơn các bạn. Thì giá mình mua con cá chim này là 7 lạng, mình làm còn khoảng hơn 5 lạng các bạn. Bây giờ mình sẽ làm, mình sẽ đi ướp con cá này trước nha. Sau khi mình ngâm cái nấm mèo rồi xong mình ướp nha. Thì bây giờ ở đây mình sẽ ướp vào trong đây khoảng mình cho vào đây khoảng một muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê bột nêm. Cho vào trong đây khoảng 2 muỗng canh tương hộp các bạn. 2 muỗng canh tương hộp mình cho vào đây khoảng chừng nửa muỗng nước thôi. Mình lấy cái không có 2 muỗng và mình cho khoảng nửa muỗng nước. Cho vào một xíu tiêu nữa ha. Tại vì trong cái tương hộp các bạn là nó là cái tương mặn. Tương hộp nó đã mặn rồi cho nên là mình không có bỏ muối, không có bỏ gì mặn hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn con cá này ra để mình ướp cho nó thấm nha các bạn. Cái con cá này mình sẽ cuốn túi nó ra, mình ướp để cho con cá nó thấm ha. Mình cuốn sâu xuống cái xương nó luôn nha. Cá này nó dài quá mà cái chỉ mình nó nhỏ lắm rồi, nó cắt bớt. Cá này là các bạn, mình quên nói ha, cá này các bạn là mình mua về ha, cái mình rửa sạch nha các bạn. Rồi các bạn, cái này là mình rửa sạch rồi nè. Các bạn rửa với muối và chanh nha. Đây là các bạn, mình rửa sạch, mình lấy hết máu trong này cho sạch ha. Mình rửa với muối và chanh nó rất là sạch các bạn. Mình sẽ ướp cái này vào cá nha.
cái bụng cá luôn nha các bạn. Giờ các bạn ướp cá xong á, mình sẽ để đây khoảng 30 phút các bạn, cho cá thấm nha. Mình đi chuẩn bị những cái hành, những cái gia vị kia xong là khoảng 30 phút mình sẽ quay lại mình hấp cá, cũng như để cho nấm mèo với lại những cái nấm kia nó mềm ha. Còn cái bún tàu các bạn đừng có ngâm sớm nha, khoảng còn khoảng chừng 10 phút nữa mình bỏ vào thì mình mới đi ngâm nha. Bạn ngâm sớm cái bún tàu mình nó mềm, nó không có ngon các bạn. Giờ các bạn, giờ cái củ hành tây này các bạn mình sẽ xắt ra ha. Xắt cái này một lát thôi, khi mà cá nó gần chín rồi mình sẽ bỏ lên trên nha. Rồi gốc hành, hành bây giờ mình sẽ cắt khúc ra. Hành tím này nè các bạn, mình xắt lát mỏng mỏng ra một nửa ha, còn một nửa thì mình sẽ bầm nhuyễn với một nửa tỏi nữa mình sẽ ướp vào trong cá nha. Tỏi này một nửa mình bầm nhuyễn nha các bạn, còn gừng nè bạn, cái củ gừng này nè, một nửa là mình sắc sợi ra, còn nửa mình bầm nhuyễn nha. Rồi ớt này mình cắt phanh ra. Có phần ọt ra nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy một phần của cái này, chúng ta sẽ ướp vào thêm trong cá nha các bạn ha, hành với gừng thôi. Chúng ta ướp thêm cái phần này vào trong cá cho nó thơm ha. Cái nấm mèo và cái nấm hương các bạn, mình ngâm xong rồi các bạn. Bây giờ mình rửa, mình vắt ráo rồi ha. Giờ mình sẽ xắt nó ra các bạn. Cái nào nó nhỏ nhỏ vậy thì mình khỏi xắt cũng được, mình cắt cái chân nó ra thôi. Nhưng mà cái này là cái chân nó cứng rồi các bạn, mình cắt chân rồi ra mình bỏ nha. Mà nấm đông cô thì nó bự, các bạn phải xắt nó ra nhiều ha. Nếu mà nấm đông cô các bạn xắt là cỡ này nè, cỡ nó ngon. Rồi cái xắt nhỏ nha các bạn. Nấm mèo cũng vậy ha. Đây cái nấm mèo xắt nó đừng có xắt nhỏ, các bạn xắt cỡ này nè. Con cá này nãy giờ mình ướp cũng được 30 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó vào trong cái này, mình lên nồi mình chưng các bạn. Cái dĩa của mình nó hơi nhỏ chút xíu các bạn. Bây giờ rồi mình, các bạn nhớ nha, các bạn nhớ khi ướp các bạn bỏ những cái gia vị này vô trong cái bụng cá này các bạn, để cho nó thấm nha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một miếng dầu ăn nha các bạn. Giờ sau chúng ta sẽ cho hành, gừng, tỏi vô chúng ta phi cho thơm ha. Tỏi vàng hơn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nấm này vào mình xào nha. Rồi mình sẽ cho vào trong đây khoảng 2 muỗng cơm hộp. Bạn đừng lấy nước nhiều nha, lấy nước nhiều nó mặn á. Chừng 20 phút rồi nè các bạn. 20 phút là cá mình nó chín rồi nè các bạn ha. Mình lấy đũa mình xăm thử cá mình nó mềm nè. Các bạn là nó đã chín rồi ha. Bây giờ mình nghiêng mình lấy bớt cái phần nước này ra nha các bạn. Cái phần nước của cá nè. Để mình ra mình trộn với lại bún tàu ha. Rồi
trộn như vậy các bạn, để cái bún tàu mình đó, nó không có bị khô. Các bạn vào cái phần bún tàu rồi các bạn, mình để ráo nước ha, mình sẽ cắt nó nhỏ nhỏ ra. Cho cái phần nấm mà nãy mình xào rồi các bạn, mình cho vô đây mình trộn. Bạn nếu mà mình muốn ăn bún nhiều, bún tàu gì mình bỏ bún tàu nhiều nha. Cho vào trong đây khoảng muỗng tương. Tương nước luôn là khoảng 2 muỗng các bạn. Cho vào đây khoảng miếng nước hành phi với các bạn. Rồi, cho vào đây khoảng nửa muỗng canh dầu hào. Đây là cái nước chân cá nè các bạn. Nước cá nó ra đó, giờ mình cho vào đây mình trộn vô, mình đổ đi vô. Các bạn, bây giờ mình sẽ cho hết cái phần này vào trong cá nha các bạn. Mình cho cái gừng các bạn, gừng với lại hành tây á, mình cho vô trước ha. Rồi mình đây nắp lại, mình chưng một chút xíu nữa, khoảng chừng 3 phút thôi. Mình sẽ cho tiếp cái phần kia vô rồi mình tắt lửa. Các bạn, mình áp được 3 phút nữa. Hành đợi giờ nó chín các bạn, bây giờ mình cho những cái này vô. Hành, hành gốc, hành lá và ớt. Cho vào trong đây một ít hành phi. Mình cho trong đây một ít tiêu. Các bạn, như vậy là cái món cá chưng tương hột của mình đã xong rồi các bạn. Bây giờ mình mời các bạn hãy dùng thử với mình một miếng coi nó có vừa ăn không nha. Các bạn, con cá chim này các bạn, nó thịt nó mềm mà nó thơm đó các bạn, mà nó cũng béo nữa, nhão các bạn, nó vừa ăn. Các bạn nhớ là bún tàu các bạn đừng có ngâm sớm quá nha, các bạn ngâm khoảng chừng 10 đến 15 phút thôi là mình sẽ bỏ xả nước ra. Các bạn, nếu các bạn dùng thử mà thấy ngon, thấy hay thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ cho người thân của mình cùng làm nha. Và các bạn đừng quên khi đăng ký kênh để khi mình có những video tiếp theo thì các bạn sớm nhận được nha các bạn. Bây giờ thì mình xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nha.